quái kiệt đàn nhị Trần Văn Sâm qua đời ở tuổi 39. Giới âm nhạc dân tộc đang chia sẻ nỗi mất mát khi nghệ sĩ Trần Văn Sâm, người được gọi là quái kiệt đàn nhị, vừa qua đời vì căn bệnh ung thư khi mới 39 tuổi. Anh mất ngày 6 tháng 8 ở quê nhà tại thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Lễ truy điệu và an táng sẽ được tổ chức vào sáng 8 tháng 8 tại quê nhà. Nghệ sĩ Trần Văn Sâm quê ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 7 tuổi, mới học lớp 2, anh xếp quần áo, sách vở lên Hà Nội vào ở ký túc xá của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để chuyên tâm học đàn. Mê đàn đến độ anh coi cây đàn nhị như một người bạn thân. Mới học được 2 tháng, Trần Văn Sâm đã chơi tốt một số bài nhạc thiếu nhi. Lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn, anh chơi bài Chú Ếch Con cho đoàn khách Pháp nghe. Năm 2012, Trần Văn Sâm đã trải qua 4 vòng thi, vượt qua hơn 2.000 thí sinh để giành giải nhì cuộc thi đàn nhị quốc tế tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ở vòng cuối cùng, Trần Văn Sâm chơi bản Kể Chuyện Ngày Mùa của nhạc sĩ Thao Giang viết cho đàn nhị khiến giám khảo, khán giả vỗ tay không ngớt. Hơn 30 năm gắn bó cùng cây đàn nhị là một quãng thời gian không hề ngắn với tuổi đời 39 của nghệ sĩ Trần Văn Sâm. Hơn 30 năm qua cũng đã đủ để cho chính anh và đồng nghiệp, khán giả cảm nhận được tình yêu, lòng đam mê và nhiệt huyết anh dành cho cây đàn này. Quái kiệt đưa cây đàn nhị tới gần hơn với người trẻ. Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long cho biết nghệ sĩ Trần Văn Sâm mắc bệnh mấy năm nay nhưng bạn bè chỉ truyền tai nhau như vậy. Không thấy Sâm chia sẻ chính thức, ngược lại vẫn thấy anh hoạt động khá sôi nổi. Trong đánh giá của ông Nguyễn Quang Long, Trần Văn Sâm là quái kiệt của cây đàn nhị Việt Nam giai đoạn hiện nay. Nhiều khán giả vẫn nghĩ rằng đàn nhị chỉ là cây đàn khiêm tốn trong dàn nhạc dân tộc, biểu diễn các bản nhạc dân tộc. Thì Trần Văn Sâm chơi đàn nhị ở tất cả thể loại, từ nhạc dân ca Việt Nam cho đến tác phẩm kinh điển, ca khúc Việt xưa và nay, ca khúc quốc tế. Ở thể loại âm nhạc nào, tiếng đàn của anh cũng đều say đắm, có chút điên điên rất thăng hoa của người nghệ sĩ. Sâm là nghệ sĩ tài năng, hiếm có của nghệ thuật đàn nhị chuyên nghiệp Việt Nam hiện nay. Tiếng đàn của anh rất đặc biệt, người nghe có thể cảm nhận cả con người anh hòa vào cùng âm nhạc khi xem anh trình diễn. Đó là kiểu như người say trong khi diễn, quên hết đất trời. Cách ấy có sức hút rất lớn với người nghe, nhà phê bình Nguyễn Quang Long nói. Là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nên ngoài biểu diễn anh còn say mê với việc truyền đạt kỹ năng, kiến thức và tình yêu với cây đàn nhị cho học trò. Một nghệ sĩ khiêm nhường. Ông Long còn đặc biệt ấn tượng ở đức giản dị, khiêm nhường của Trần Văn Sâm. Là nghệ sĩ nổi tiếng với cây đàn nhị của đất nước, từng đoạt giải cao và kỹ thuật hiếm có ai bằng nhưng Trần Văn Sâm vẫn sẵn sàng xuất hiện trong show truyền hình giải trí như một thí sinh dự thi. Hay cùng các học trò của mình đến mọi sân chơi, kể cả những nơi bình dân nhất như ở phố đi bộ Hồ Gươm. Nhiều năm qua khán giả đã rất quen thuộc và say mê với các buổi trình diễn của Trần Văn Sâm với các học trò của mình tại khu phố đi bộ này. Anh có công lớn trong việc đưa cây đàn nhị đến gần hơn với công chúng trẻ hiện nay khi nỗ lực trình tấu mới mẻ hơn các tác phẩm truyền thống. Hay chọn trình diễn các bản nhạc nước ngoài, học thêm bài bản âm nhạc thị trường mà các ca sĩ hiện nay đang hát. Từng giảng dạy Trần Văn Sâm môn ký xướng âm ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng nhận xét học trò của mình là một học trò thông minh nhất lớp, với đôi tai rất nhạy cảm của người sinh ra để làm âm nhạc chuyên nghiệp. Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long cho biết Trần Văn Sâm chơi tất cả thể loại, từ nhạc dân ca Việt Nam cho đến tác phẩm kinh điển, ca khúc Việt xưa và nay, quốc tế, bằng cây đàn nhị. Chơi kiểu gì, thể loại nào thì Sâm vẫn là Sâm, tiếng đàn luôn có chất say say, điên điên. Đối với góc nhìn của riêng tôi, Sâm là quái kiệt của cây đàn nhị Việt Nam giai đoạn hiện nay. Không thân nhưng anh em chúng tôi biết nhau cũng cỡ hơn 20 năm vì cùng học chung trường nhạc, cùng trong khu ký túc xá. Chừng ấy thời gian vậy mà anh em cũng chỉ đụng nhau vài lần trong nghệ thuật thông qua những buổi biểu diễn. Tôi quý trọng tài năng của Sâm. Không chỉ có tôi, anh em, bạn bè âm nhạc ai đã biết thì hầu như đều trọng tiếng đàn của Sâm, Nguyễn Quang Long khẳng định. Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa buồn khi hay tin người đồng nghiệp qua đời quá trẻ. Nhớ lại kỷ niệm cùng học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa dành nhiều sự yêu mến cho tài năng đàn nhị của Trần Văn Sâm. Chúng tôi học cùng trường, sau này đi diễn cũng hay gặp Sâm. Cậu ấy từng bán cho tôi cây đàn với giá tặng luôn vì thấy tôi thích quá. Để đáp lại tấm lòng của Sâm, tôi mua tặng bạn ấy một chiếc túi. Hiện tôi vẫn còn giữ cây đàn nhị của Sâm. Sâm bị ung thư nhưng giấu, vẫn sống rất lạc quan cho tới khi mất.
buồn vì nghệ sĩ tài năng lại ra đi sớm quá. Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa chia sẻ với Vietnamnet. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng thương tiếc nghệ sĩ Trần Văn Sâm, một tài năng đàn nhị của Việt Nam. Nhớ ngày tôi dạy môn ký xướng âm cho lớp khoa dân tộc, Trần Văn Sâm là học trò thông minh nhất trong số những bạn ở lớp đó. Sâm có đôi tai rất nhạy cảm, một đôi tai của những nghệ sĩ sinh ra để làm âm nhạc chuyên nghiệp. Sau này rất nhiều lần tôi mời Sâm biểu diễn và thu âm, thế nên chúng tôi xưng hô với nhau như anh em đồng nghiệp. Cầu chúc linh hồn em sớm về tới cảnh giới an lành, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng bày tỏ.